Chào các bạn, thì hôm nay á mình sẽ quay một cái video để mình chia sẻ một cái kinh nghiệm để mà chúng ta sắp xếp những cái file hệ thống trong máy tính chúng ta mà loại bỏ những cái file mà gọi là bị trùng lặp á. Thì thông thường như các bạn thì sẽ làm á là chúng ta sẽ tìm kiếm trong những cái thư mục chúng ta lưu, mà cái số lượng thư mục nó ít thì chúng ta kiếm được, nhưng mà nếu số lượng thư mục nó nhiều á thì chúng ta không thể nào mà kiếm nổi được, nó quá nhiều đi. Thì nó sẽ có rất nhiều phần mềm để mà giải quyết công việc đó cho chúng ta, tức nghĩa là nó sẽ tự động nó dò tìm. Nó dò tìm thì nó có nhiều phương thức, ví dụ nó dò tìm theo cái kích thước của cái file, theo cái ngày mà chỉnh sửa của cái file đó, hoặc là nó chuỗi H á, SHA hay là 1, hay là tức là nó tìm cái chuỗi rồi nó coi thử cái cấu trúc file nó giống nhau hay không, rồi nó đưa ra những kết quả trùng. Thì sau khi nó tìm ra trùng thì chúng ta chỉ cần lựa chọn những cái file trùng đó, rồi chúng ta nhắn cho nó vào sọt rác đó là xong. Nếu chúng ta làm như vậy thì nó sẽ nhanh hơn, mà chúng ta phải đi tìm kiếm từng file nó rất là lâu, mất thời gian. Thì tiêu biểu thì nó có rất nhiều phần mềm, thì ở đây thì mình đã cài thử là có khoảng tầm nó là 7-8 cái phần mềm các bạn. Thì trong 7-8 phần mềm này thì có những phần mềm có phí và không có phí. Thì những phần mềm có phí thì mình thấy đa số thì nó làm hay hơn, và cái cách trình bày của phần mềm nó cũng hay hơn, gọn hơn, dễ sử dụng hơn, và bên cạnh đó thì cái tốc độ tìm của nó cũng sẽ nhanh hơn. Còn những cái phần mềm mà nó miễn phí ấy, thì mình thấy thường thường nó giới hạn chức năng và nó tìm cũng chậm á. Thì liệt kê ra thì mình có tìm được là 3 phần mềm này, nhưng mà bên cạnh đó phần mềm này miễn phí nhưng mà nó lại hay. Mềm đó là AlsLogix Duplicate File Finder. Phần mềm này mình lại đánh giá cao nhất, mặc dù nó là miễn phí. Miễn phí nhưng mà nó tiện nhanh lắm. Thì mình đã thử test hai phần mềm. Phần mềm đó phải không? Với lại cái phần mềm Duplicate File Finder. Là phần mềm này nè. Tức là mình thử hai phần mềm này. Và phần mềm này mình thử rồi, nhưng phần mềm này nó tiện cũng lâu lắm. Nó lâu nhưng mà nó là khá chi tiết, khá đầy đủ. Phần mềm này phần mềm có phí. Còn phần mềm này thì nói chung là cũng miễn phí nhưng mà ok. Còn phần mềm này cũng có phí nè, nhưng mà nó tìm hồi nãy giờ nó chưa tìm xong, nó tìm 62%, trong khi cái phần mềm miễn phí thì nó tìm xong rồi luôn nè các bạn thấy không. Đó, mình chạy thử, mình so cái tốc độ để mình lựa chọn cái phần mềm nào. Tại mình quan trọng nhất là cái tốc độ tìm của nó. Nó hay, nó hiệu quả, nhưng mà cái tốc độ tìm của nó lâu quá thì cũng mất thời gian của chúng ta chờ đợi. Thì phần mềm này nó tìm ra thì các bạn thấy không, nó sẽ có sự lựa chọn, chúng ta chọn ví dụ như là chọn những cái file chúng ta lựa chọn những cái file nào, những file nào bị trùng á. Đó, nó tự động nó chọn, các bạn thấy không, hai cái này trùng nhau nè. Đó, thì nó chọn một cái, hai cái trùng nó chọn một cái. Sau khi nó tìm xong mà nó báo chúng ta là đã tìm được bao nhiêu file nè, 29.000. Thì sau khi tìm xong nó sẽ báo là bao nhiêu ghi chúng ta đã bị lãng phí do cái lượng file nó trùng á, nên cái dung lượng nó sẽ bị nhân đôi lên. Đó. Thì cứ vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta chọn cái nữa, chúng ta chọn sọt rác nè, là tự động nó sẽ dục tất cả những cái file đó vào sọt rác cho chúng ta, trông rất là lẹ. Còn nếu mà chúng ta muốn chính xác hơn á thì chúng ta sẽ chuột phải vô cái file này nè. Chúng ta sẽ nhấn vô cái đường dẫn của cái thư mục đó để chúng ta xem thử bên trong nó có cái gì. Đó, chúng ta kéo ra một thư mục đúng không? Tương tự như vậy chúng ta sẽ nhấn file thứ hai. Chúng ta cũng mở cái thư mục mà chúng ta xem thử thư mục gốc nó nằm đâu. Rồi, rồi chúng ta so sánh. Chúng ta thử cái file mà bị trùng là cái gì. Đó, nó trùng là file này đúng không? Thì nếu mà chúng ta mở thêm cái thư mục trước đó nữa thì thường thường chúng ta biết được cái thư mục trùng đó, chúng ta xóa một file, hai file trong này là chúng ta đã xóa được nguyên cả dãy của file trùng rồi. Đó, tôi là EC đúng không? Tới đây EC path đúng không? Thì giờ chúng ta cũng sẽ lưu lại thư mục gốc này tương tự như vậy. Thật ra cái này là one river chứ không phải là EC river nha. Đó, là one river nữa ha. Đó, nó có hai phiên bản 64 và 74. Thì chúng ta cũng sắp xếp lại cho nó gọn thôi, chúng ta bỏ ra ngoài thôi. Đó, bỏ ra đây, bên này cũng vậy thôi. Khi mà chúng ta sàng lọc như vậy chúng ta sẽ biết được. Đó, vậy thì cái này chúng ta có thể delete nè, chúng ta sẽ tiết kiệm được một dung lượng ở cái đó. Đó, tương tự như cái này cũng vậy, cái này EC đúng rồi nè. Thì thông thường river là có phiên bản easy river với lại one river, hai phiên bản nó là automatic đó các bạn. One river 6 này thì mình giải nén, mình cài rồi thì mình cũng xóa luôn, tiết kiệm dung lượng. Thì lúc mà mình kéo hai thằng đó ra thì gọi máy nè, nó giống nhau y chang luôn. Một thằng có chữ virus mình để mình biết mà phân biệt mà, hai này đều virus thôi mà dung lượng nó bằng nhau. Dung lượng nó bằng nhau thì mình xóa bớt một thằng đi. Thật ra mấy cái bản river Trung Quốc này là cái nào cũng có máy tính nó cũng hiểu nhầm virus đó, chứ không phải virus đâu nè các bạn. Phiên bản này là 6.5/2015, đây là OneDriver 6, đúng không? Rồi, đó, vậy là xong. Chúng ta đã lọc trùng được một cái thư mục. Cứ tương tự như vậy, chúng ta sẽ xuống ở những thư mục khác thì chúng ta sẽ lọc được tương đối là nhiều. Lọc cái thư mục thì chúng ta không có bỏ sót được. Đó, ví dụ này đây. Đó, mình kéo hai thư mục mình xem.
chắc ai đó có về hợp đồng gì đó ha. Chắc ai đó có về Sơn Tùng. À, cái này là sẽ về hai. À, cái này cũng không quan trọng đâu, cái đó là bữa mình hát hò mà. Rồi đó thì mình làm sẽ những cái thứ một lại để mình sắp xếp lại. Thì khi mình làm như vậy thì quá trình mình tìm file nó cũng lẹ và mình tiết kiệm được cái dung lượng. Đó thì vậy, qua cái video này thì các bạn cũng hiểu được là cái phần mềm nào để mà giúp chúng ta lọc trùng file với lại phần mềm nào hiệu quả hơn. Thì cái link mà của tất cả những cái phần mềm này nè thì mình để ở phần mô tả. Rồi có thể các bạn sẽ tự lựa chọn những cái phần mềm nào phù hợp với mình. Còn mình đưa ra gợi ý thì chỉ có hai phần, ba phần mềm này nè mình đang xài, mình thấy nó cũng khá là ok. Nếu các bạn mà có máy cấu hình mạnh, các bạn nên chạy này, nó tìm rất là chi tiết, rất là rõ ràng nha các bạn, và nó có nhiều sự lựa chọn mà hơn. Còn máy mà hơi yếu thì các bạn nên xài máy này, cái này nó tốc độ tìm khá là nhanh. Đó, vậy thôi, thì qua video này các bạn cũng sẽ hiểu được cái cách mà chúng ta lọc trùng file. Nếu như đây là cái bài mà thật sự hữu ích cho những bạn mà có số lượng file nó quá lớn mà các bạn không thể nào mà tìm kiếm mà sắp xếp bằng tay được, nó khá là mất thời gian, thì qua cái video này các bạn cũng sẽ có một cái cách làm việc nó hay hơn, hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm thời gian hơn cho các bạn. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để mình ra những video khác có ích hơn, giúp đỡ được nhiều bạn hơn. Xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.